Nằm xuống đi. Nằm xuống. Làm gì vậy? Nằm xuống đi mày nhảy. Nằm xuống đi. Hãy chị đi. You miss mommy. Bậy à, xạo quá mà. Mệt quá à. Giờ gì nữa? Giờ đi. Nó giờ nó xạo dữ lắm. Nó là chú đáng xạo. Không nổi nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay gia đình Ngọc sẽ mang đến tất cả mọi người một video clip, một món ăn rất là quen thuộc đối với tất cả người dân của Việt Nam mình. Phải không ai? Chỉ có Việt Nam thôi chứ thế giới thì không có. Phải không ai? Thì cũng có chứ con. Có luôn hả? Nhiều khi đau giống như con lấy chồng Mỹ thì nó cũng ăn giống con. Không, đi Quỳnh bữa nay đâu ăn uống đây. Nay anh ăn luôn. Nay là mờ mè quá, tưởng món gì ai nhờ các bạn. Bữa nay ăn cháo gỏi vịt. Có cháu không bà? Rồi đó, đây. Thì đây bà Hai, tại vì gọi bà Hai không có làm trước nên bà Hai làm xong tất cả mọi thứ rồi, bà Hai chờ Ngọc về bà Hai mới trộn, tại vì bà Hai sợ nó ra nước, đúng không bà Hai? Sợ nó hiểu. Trời ơi, quay cái rung quá. Trời ơi, đổ tình rung quá. Nghe em Ngọc nói sợ quá rung quá. Thôi kể đi. Kể đi. Rồi, đó thì bà Hai ở nhà bà Hai sắt xong sẵn xui các bạn. Cái đợi Ngọc về cái bà Hai trộn thôi. Trời ơi, tối nay có gỏi ăn nè. Con. Dạ. Muốn để dịch luôn trong đây hay là để riêng ở ngoài? Để riêng ở ngoài bà Hai, để sắp ở trên đó bà Hai. Đó, bà Hai đó, bây giờ là cái gì đó, rau răm hả bà Hai? Rau răm, rau thơm bà Hai trộn vô. À, không biết à, cô có khi nhận được đồ. Nhận chưa? Nhận, nhận qua, mà phương cho mình không được, tại vì mà không có mạng. Không có mạng. Chị con ở Việt Nam, con không biết bà nhận được đồ chưa mà bà chưa gửi thôi tin nhắn gì con á ta. Còn đây nè, còn đây là vịt nè. Đó, vịt bà Hai luộc rồi, cái bà Hai chặt ra đây các bạn. À, chút nữa sẽ bỏ lên mặt. Hai xì quýt hết. Gì xì quýt hết? Xì quýt hết, bữa nay có gì đó bà, có đi ra ngoài đường tắm không? Không chịu nữa, không chịu đi tắm hả? Ê, chị. Bà Dolores, bà đang ngồi ở ngoài kìa, đi ra thăm bà không? Đi không? Đi ra thăm bà đi lo rồi sao? Đi không? Đi lại lấy xu đi. Go get your shoes. Đi, let's go. Go get your shoes. Đi, đi lại đây, đi lại đây. Đi ra, bà đi lo rồi sao? Bà đang ngồi ngoài kìa. Đi không? Chi thì đứng lên. Mang dép đâu? Dép đâu? Shoes. Go get your shoes, please. Cái gì vậy? Thôi không đi, thôi, ở nhà đi. Mày đóng cửa lại nha. Vậy đó, nó mà không đi đừng có hồng. Hả? Chứ gì gom đồ đi nữa, để đó đủ nha. Mang dép vô. Ê, mang dép vô. Dép đâu, đi lại lấy dép mang vô. Đi kìa, đi Loras kìa. Go say hi. Can you say hi? Hi. Say hi. Nói đi con, nói hi. Hi. Good job, JD. Can you blow her a kiss? Good job. À, kêu nó mang dép vô chứ cái nói là trời đó coi nói là nói nha. Chú y say con nói đi y đúng rồi các bạn. Thời tiết của ngày hôm nay đây à, rất là mát mẻ à, cái tuần này là một cái tuần rất là nóng đây. Cũng cho các bạn update cái hoa của nhà Ngọc đây. À, bữa nay là cái Ngọc update cho các bạn, là Ngọc cũng tự update cho Ngọc luôn á. Là đây Ngọc không bao giờ nhìn tới nó. À, hoa đó. Ủa sao mấy hoa kia đụng hết trơn rồi? Sao kỳ vậy? Chứ giờ còn có mấy bông vậy? Hoa này rồi mọc lên nè. Hái chì đi. Ê sao đi đâm bỏ nó hết vậy? Còn đây nè, còn mấy cái hoa này cũng bắt đầu nở lên nè. Đó, đằng kia cũng vậy. Rồi hết hoa. Đó, vậy gọi bà Hai bỏ đem đây nè. Thấy. À, còn cái này là đồ cháo hả bà Hai? À, cháo. À, bữa nay được ăn cháo gỏi vịt. Hello. Hi. Tối về. Hi, Jade. Hi, Jade. Jade, say hi. Say hi, honey. Hi. Here, Jade. Horse. Going for boat ride. Trời ơi, cái con chay này nó giỡn mặt với tôi hàng sao quá ta ơi. Tại sao ai cho con nhảy vô cái này để chay? Oh my god. Mẹ thấy con chơi, mẹ thấy con ngồi con dọc. Mẹ đâu có nghĩ là con sẽ vô chổng con ngồi đâu. Oh no.
Oh no. Oh no. Trời đất ơi. Coi được không? Coi được đài không? Oh no. Đó, bà nói cá kêu đừng có mua cái đó rồi mà cũng mua rồi, cuối cùng giờ mua cái để ngoài đây vậy đó. Coi đó, đây là Nguyễn Thị Phí Lãng. Oh no. Hi Lucky. Trời ơi Lucky bữa nay xuống đây nằm nữa, chuyện hiếm có chưa? Thôi đụng cái mà làm gì mệt vậy? I got you. Lucky bởi vậy đó, đụng vô cái là cứ wow rồi. Ai mà, đó, thấy không? Mệt Lucky lắm, đụng là wow à. Lucky's like, why are you guys touching me? Hi, đây, sit down. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoi Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay thì cháu Dịch này thì chồng Ngọc quán nó ăn rồi, ảnh đi mua cái khác anh ăn rồi các bạn ơi. Hôm nay là chỉ có Ngọc chay với lại bà Hai ra trận thôi. Cô mời bà Hai. Đánh đi. Ngọc nói bữa nay là chỉ có Ngọc với bà Hai ra trận, các bà Hai nhìn Ngọc bà Hai nói đánh đi. Thì đây chay, bây giờ nè, không có ba. Bây giờ con giúp mẹ sao chụp được cái tấm hình thumbnail cho đẹp mà nghe. Nha, thumbnail. Thumbnail picture. 1, 2, 3. Jesus. Chờ không? Đậu quá trời. Ủa đậu quá trời luôn hả? Chết. Con sẽ đi. Thôi bây giờ con mời bà Hai nha. Mời con. Mẹ mời chay nha. Bây giờ con ăn thử miếng cháo con, giờ nó bụng con ăn thử miếng cháo. Xin mời tất cả mọi người. Cha cháu này chay ăn được luôn nè, bà cố khổ cần nấu cháo cho chay luôn nè. Ăn rồi. Trời ơi. Hồi hộp quá, ăn được miếng thịt vịt hồi hộp quá. Mà không biết cái này gì là cái gì, cái này không biết gì, con với bà Hai ăn chừng nào hết. Cái này là nguyên một con vịt đó các bạn. Ngon. Hả? Thì không? Bỏ chá, bỏ mà. Nó là vịt nè của con, thịt nè. Ăn đi. Bà Hai cháu, bà Hai bỏ hành vô ra bà Hai. Con xin tiễn hành ra. Tiễn hành ra. Trời ơi, bà Hai bỏ rất là nhiều hành trong cháo. Hành với lại gừng. Trời ơi, kiếm á. Trời ơi, quá trời luôn. Thôi, chia tay sớm bớt đau khổ. Ô nhô, lớp đồ hả? Cái lần cuối cùng mà Ngọc ăn vịt gỏ vịt với lại cháo gỏ vịt đó là cái lúc đó là Ngọc còn nghỉ ở nhà chưa có đi làm lại, và Ngọc đi xuống chợ cái chợ của chú Mia đó, chú Mia làm cái gỏ vịt đó ăn rất là ngon luôn, tới giờ cũng vẫn còn nhớ luôn, nước chấm ngon. Vịt gỏi thì nó đậm đà, nó vừa với vị luôn. Lâu quá không ăn lại tiệm của chú Mia. Gì? Kệ đó, để đi. Con ăn đi. Bây giờ ăn thử miếng gỏi nè. Bà Hai gỏi này, bà Hai có lấy hành không vậy bà Hai? Cái màu đỏ này là hành hả bà? Không phải hành. Hôm nay thì quá sao? Chọn cái gì? Màu lét hả? Con đại hình như là Ngọc có thù với hành. Tên ông gia chồng. Con là tên ông gia chồng, bà tên Ma Xanh. Bà Hai hồi coi bà Hai ngày xưa là bà Hai ăn đồ mà bà Hai mới thích bỏ chanh vô con bà Hai. Bà chị vô hỏi sao, ủa sao bà không ăn chanh không? Con gia chồng con chanh. Dạ, ý là nó ghét con gia chồng đó hả? Chứ sao? Tại vì ổng tinh canh sao mình dám ăn. À. Trời ơi hay quá. Ý nghĩa thiệt á.
Cái đó ý nghĩa vậy sao? Nó thấy mặt không đâu biết đâu ghét. Con tưởng tội ghét nhà chồng nó không ăn chanh. Con bậy quá, con xin lỗi bà. Con đã nghĩ sai cho cái tâm hồn trong sáng của bà hai rồi. Vậy. Bà hai không ghét ai hết các con. Đừng ngồi ăn không biết ghét. So good. Cô chú ấy chơi không? Bà bồng không? Bà bồng. Hồi trưa hồi trời sáng nay Tiếp Phượng gọi con. Tiếp Phượng nói sao bà hai gọi không được. Con nói bà hai bữa giờ đang bị bức rứt lương tâm. Cái Tiếp Phượng hỏi bức rứt lương tâm gì? Bà tưởng là con nói là bà hai dẫn Tiếp Phượng cái gì. Con nói đâu có, nhà không có mạng. Nên là không có gọi được. Bà gọi con chứ bà hỏi không? Ủa sao? Bà hai mấy nãy gọi không được. Bà hai gọi thím chưa? Có mạng cái gọi liền không? Hỏi thăm. Hỏi ấm vàng sao? Trời ơi, bây giờ muốn võ công rồi hả? Võ công chơi giờ thâm hậu lắm cô chú anh. Chỉ kể. Cái máy đập nước á. Mới mua cái máy đập nước. Alo. Chú cằn nhằn chú phun nói cho con. À. Hát đi. Đọc mặt cái thương má. Nhịp mỏng luôn. Nói chung là cái máy mà để lọc nước mà uống á, là chú Quê, chú Bình với Tiếp Phượng nó mua một cái máy lọc nước. Uống cái máy nó gọi là ca máy. Trời ơi, hát đó. Giờ hát không? Hát nha. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bao dặm, để được gần kề bên che. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Hay quá, giỏi quá, mẹ hay không? Trời ơi, ca sĩ đó, ca sĩ tương lai đó cô chú. Thì đó, cái máy lọc nước mà chú Tiếp mua là cái máy, nói chung là người ta nói giới thiệu là cái máy đó tốt rồi, uống đỡ cái này cái kia, thì nói chung là mình chỉ nghe người ta giới thiệu thôi, chứ nói chung mình cũng không biết làm sao, thì để uống xài thử coi như thế nào. Có ổ con? Nói chuyện không á? Tiếp Phượng á? Còn chú Bình thì ngày nào cũng nói rồi. Chú Bình này, ngày nào cũng nói. Bà cũng nói bà nói mà. Giờ mình thấy hình của chú mình thấy ấy quá con ơi. Đó nó chở con nói mà chú nhìn vậy. Ốm á. Vào đây không? Con nói hoài sao? Gì hả? Con cháu không? À, xin cháu này cũng được quên phô mai. Con hút sắc luôn nha. Biết sao tại chồng Ngọc bữa nay anh đi làm mà trưa anh không ăn trưa. Mà tới lúc mà anh gọi Ngọc là lúc đó là mấy giờ ta? Lúc đó con trai này chắc là ăn đó quá. Anh gọi Ngọc là lúc đó hình như 4 giờ mấy, anh nói bây giờ anh chưa ăn trưa mà ấy, giờ nó bụng quá, bây giờ về tối nay về ăn cái gì, cái Ngọc nói ăn cái đó, anh cũng ăn không có được đâu, nên thôi Ngọc kêu anh đi ghé đi mua cái gì khác ăn đi. Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Ngọc. Mẹ. Mẹ. Ngọc. Mẹ. Đúng rồi. Con nói đi, 1. 2. 3. Rồi. 4. Hết rồi. Đó, để cho chai Ngọc vô rồi. Rồi bỏ vô đi, bỏ vô tô ăn đi.
À, giỏi, rõ to ăn đi, đúng rồi. Còn cái lết vô, nó lết vô. Bà hai ăn ăn cái có thịt trong đây con gấp cho bà hai. Đây nè bà hai, thịt nè. Hả? Bà gấp tới con cứ ăn đi. Hả? Gấp tới. Bà gấp tới phải không? Tại tại có nhiều bạn sợ bà hai không gấp tới. Chị, tới tay bà hai vậy. Tay dài lắm mà. Chân có dài không? Dài luôn. Trời ơi. Ngon quá. Ê, không ăn bánh hả? Bánh hả? Nghe hả? Bánh sô cô la. 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 La gì? Bánh sô cô la nào? Mà con biết là nó khô. Đây nè. Nó cạp sô cô la không? Nó cạp sô cô la cũng chứ ăn bánh hả? À, bánh này bà cố đem ở ở phớp qua. Ồ. Cho cô chú nha. Ồ. Mời cô chú nha. Rồi, bây giờ say cheese nè, chụp hình thumbnail nè. Cheese. Rồi, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Ồ. Có ăn không? À. Mẹ tên gì? Ngọc. Ngọc. Đúng rồi. Bà cố tên gì? Ngọc, nói chuyện Ngọc rõ rồi đó cô chú. Quá đã luôn. Tập đó, phải tập đó, phải tập nó mới nói. Chứ còn hồi đó bây giờ không hỏi thì sao nó nói. Bây giờ là vài ba bữa mà hỏi vài ba lần nó là biết. Bây giờ hỏi mẹ tên gì, nói tên Ngọc liền là hết hồn liền á. Nó rõ. Nó mẹ mốt biết nói nó rõ. À. Giỏi lắm á. Mà tại vì bây giờ em đang bị confused giữa tiếng Việt với tiếng Anh thôi. Hả cô chú? Cô chú cho em thời gian nha. Tới khi mà em nói được là em hát được luôn đó cô chú. Đúng không Trang? Mình là đời người nghệ sĩ mà không Trang? Phải không? Trang là đời người nghệ sĩ chưa một lần hay like. Cô chú nào chưa like Trang á, cho Trang nút like đi, đời Trang chưa được hay like nữa. Ăn với con. Cái bánh thì có chứ, cái bánh đó, cái sô cô la nó còn dày hơn là cái bánh. Yeah. Ăn bánh là chủ yếu là sô cô la. Ngán rồi. Ăn rồi bây giờ con? Ăn rồi mặn á. Rồi mặn ăn nhanh dữ. Sáng giờ ăn bà cử bà. Con phải lo. Bà cho ăn đầy đủ. Ủa bà ấy. Con hỏi đi con biết nó ăn cái cử nào sao chứ con đâu có lo. Cũng phải lo chứ. Đây. Con biết bây giờ sinh hoạt bây giờ cái đồng hồ sinh học của nó như thế nào. Đúng không chị? Đúng. Chứ không lẽ giờ bà hai thấy con đi làm cả ngày, con đâu có biết cái giờ giấc của nó làm sao vô đâu nào nó ăn mấy ngày mấy cử, nó ăn cái gì con đâu biết đâu. Không con về con hỏi để con biết thôi chứ đâu có gì. Thì đâu ai nói vậy. Mà con cái gì đó, ở nhà bà nấu cái gì thì trước khi con đi con cũng biết rồi. Không, không biết. Không, không biết. Bữa nay con nấu rồi. Thấy chưa? Vậy sao kêu không biết? Tại bữa nay con buổi sáng. À, không, hồi sáng này bà hay nấu nồi canh mà. Ừ, con nấu canh đó. Nó có một chút xíu ra em á. Tự nhiên không? Con giấy ta. Dịu chưa? Ừ, cái ghê không? Dịu chưa? Tự nhiên con giấy người ta đang để cái giật cái chùi miệng. Dịu chưa? Ừ, cho con thật ra con. Nè, con giấy ta nè. Dịu chưa? Thôi mình gái mà. Thiệt, thấy thịt không dám thấy gỏi đâu luôn á. Cầm theo chùi miệng nè. Sao miệng dữ vậy trời. Ngon không? Đúng. Đúng rồi. Bà ngoại 10 thích chay nấu câu đó, cái chữ đó lắm á.
Khi mà Ngọc làm mấy cái video clip này á, ngoài tất cả mọi người xem thì còn rất là nhiều dì, người dì trong 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 gia đình Ngọc coi nữa. Thì mấy dì đó là kêu nó làm cái này đi, kêu nó làm cái kia đi cho mấy mà đó là mấy bà ngoại của Chay đó, là kêu làm đi cho mấy bà ngoại coi, mấy bà ngoại quá. Mấy bà ngoại đó trời đất ơi trời, một ngày mà làm một có một cái video clip á coi không đã luôn á. Có tại vì một ngày đi làm về thì là ủa chưa mà chưa có nói tới cái khúc đó, tự nhiên cái bài bay đó nó nói bài bay hả? Có tự nhiên cái bài bay một ngày đi làm về á, cái còn trời làm gì xong cái từ sáng chiều không có chuyện gì làm á, cái không có gì coi á, mở Ngọc với Chay ra coi mà coi biết cái không đủ coi luôn, coi trời sao nó là ít quá vậy. Ngon ngon không? Nói cho ngoại mười nghe ngon, nói cho ngoại mười nghe coi ngon không? Đúng, đúng rồi. Ngoại cười ra, ngoại mười đang ngồi cười khoái chí. Trong nhà Ngọc thì ai cũng kêu bằng ông ngoại bà ngoại vậy đó. Ví dụ mẹ Ngọc thì Chay kêu bằng ông ngoại bà ngoại, nhưng mà em út của mẹ Ngọc rồi là Chay là toàn kêu là ông bà không à, giống như chú Bình nữ ở Chicago thì cũng kêu bằng ông ngoại năm không à, chứ không có kêu bằng ông năm bà năm thì nghe cái chữ nó xa quá. Giống như bà hai nè, đáng lẽ nó kêu bằng bà hai được chứ bộ, mà kêu bằng bà cố nghe nó thương ghê không, nghe nó tình thương mến thương bà hai hả? Nó nghe cho nó tình thương mến thương cho nó gần gũi, chứ cũng cái đó cũng không có cái gì không mẹ nó nghe tiếng Phượng nó kêu má là... đúng rồi đúng rồi má là... đúng. Hình như cái đó là cái kiểu của người miền Tây mình hay sao? Kêu nó gần gũi. Này, cái gì? Đây hả? Cái gì? Á gì? Trời nó chỉ cái gì vậy trời? Thôi, mẹ mệt con quá. Đúng rồi, kêu cái kiểu đó cho nó gần gũi. Thân mật chứ không có gì hết đó. Tại vì tất cả mọi người coi YouTube á thì mọi người đến từ tất cả các nơi trên Việt Nam mình. Nên là có nhiều cái khi mình coi YouTube thì mình biết là tại sao phải gọi như vậy. Tại con Chay nó kêu anh Bảo bằng ba Bảo nè, nó kêu chị Ngân bằng mẹ Ngân nè, rồi Vincent với Bali cũng kêu Ngọc bằng mẹ Ngọc, kêu Đệ Huynh bằng ba Đệ Huynh đó vậy đó. Rồi cũng nói chung là gia đình tình cảm yêu thương theo sơn gắn bó mà. Video clip ăn gỏi cháo vịt, cháo gỏi vịt. Tới đây là xin kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này, mình sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Ba chồng. Phải không? Nói ra. Ừ. Nói đi. Nói đi. Nói một lời. Một lời yêu thương thiết tha chân thành, xin hãy nói, đừng giang dối hỡi đôi môi. Nói đi. Bye bye. Nói đi, nói bye bye cô chú đi. Mày gió cô chú miệng. I love you. Nói đi. Love you. Yeah. Đúng rồi, giỏi quá. Thương giống ạ. Nè đó, cô chú coi Chay đi. Ngon không? Ngon không? Con nói đi. Yêu không nào. Cà chớn dễ sợ cà chớn. Sao? Ai con nói em cà chớn làm sao vậy đó?